Quý vị thân mến, giây phút nghẹn ngào khi gia đình Tổng Bí thư Trường Chinh mở ngăn kéo bàn làm việc của ông, những người đứng trong phòng lúc đó đều trào nước mắt khi tìm thấy một cuốn sổ tiết kiệm duy nhất mang tên ông. Vậy trong cuốn sổ tiết kiệm đó có bao nhiêu tiền? Phía sau cuốn sổ tiết kiệm đó còn có câu chuyện gì về cuộc đời của Tổng Bí thư Trường Chinh? Tất cả sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Cố Tổng Bí thư Trường Chinh, tên thật là Đặng Xuân Khu, 1907-1988, vốn người thuộc dòng tộc họ Trần của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Việc này có lẽ không nhiều người biết. Theo cuốn Trường Chinh, Tiểu Sử, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 2007, ông Trường Chinh là hậu duệ đời thứ 11 của cụ Đặng Chính Pháp, người thuộc dòng tộc Trần Lâm, sau đổi thành Đặng Trần Lâm ở Chương Mỹ, Hà Nội. Tìm hiểu thêm thì được biết, cụ Đặng Trần Lâm là con trai của tiến sĩ Trần Văn Huy, cháu Trần Quốc Hiệu, tức Hưng Chí Vương, là con trai thứ tư của Trần Hưng Đạo. Lý do đổi họ là bởi hai lần họ Trần bị truy sát vì tội tạo phản, lần đầu khoảng năm 1400, lần hai vào năm 1511. Có một sự trùng hợp đến kỳ lạ, ấy là ngày mất của Trường Chinh, 20 tháng 8 âm lịch năm Mậu Thìn, tức 30 tháng 9 năm 1988, cũng trùng với ngày mất của Trần Hưng Đạo 688 năm trước đó, năm Canh Tý 1300. Đây dường như là một mối nối kết kỳ lạ giữa hai nhân vật kiệt xuất trong một dòng tộc của nhà Trần ở hai thời đại khác nhau. Trần Hưng Đạo, một nhân cách vĩ đại của lịch sử dân tộc, đã để lại cho hậu thế những di sản, những chiến công thật tự hào. Trong đó không thể không kể đến tư tưởng lớn của ông: khoan thư sức dân là kế sâu rễ bền gốc, là thượng sách để giữ nước. Và rồi hậu duệ của người, đồng chí Bí thư Trường Chinh cũng đã đi vào lịch sử hiện đại của dân tộc trong vai trò nhà lãnh đạo kiệt xuất, luôn tâm niệm lấy dân làm gốc. Cuốn sổ tiết kiệm trong ngăn kéo. Cố Tổng Bí thư Trường Chinh bị tai nạn bất ngờ, trượt chân ngã tại cầu thang trong nhà công vụ ở số 3, phố Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội, rồi đi xa mãi mãi. Lúc mở ngăn kéo bàn làm việc của ông, mọi người trong gia đình đều trào nước mắt khi tìm thấy một cuốn sổ tiết kiệm duy nhất mang tên ông, nhưng số tiền thì quá nhỏ. Giáo sư Đặng Xuân Kỳ, con trai cả của ông Trường Chinh, nhớ lại: trong cuốn sổ đó chỉ còn có 3.000 đồng. Đó cũng chính là số tiền còn lại của khoản nhuận bút sau khi ông đã sử dụng một phần, chi làm quà cho bạn bè, rồi những nơi từng là cơ sở hoạt động cách mạng cũ của ông, một phần cho thư ký giúp việc và một phần nhỏ ông dành cho gia đình. Vào thời điểm tháng 9 năm 1988, một khoản tiền 3.000 đồng to nhỏ ra sao? Vô tình, đó đúng là tháng lương đầu tiên tôi được Ban Bí thư Trung ương Đoàn điều đi học dài hạn 2 năm, khóa 1988-1990 tại trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chúng tôi là quân số cắt hẳn đi học nên chỉ được nhận lương cứng ở cơ quan. Vì thế, để động viên tinh thần và trợ giúp khó khăn, cánh học viên như chúng tôi được nhận thêm một khoản phụ cấp là 5.200 đồng một tháng, 26 ngày học nhân 200 đồng một ngày, từ Ban Tài chính Quản trị Trung ương. Nó tương đương với 20 gói mì tôm lúc đó, 260 đồng một gói. Vâng, chỉ có 3.000 đồng, nhưng điều to lớn mà cha tôi để lại không phải ở số tiền 3.000 đồng đó. Giáo sư Kỳ từng tâm sự: thực vậy, cái mà Tổng Bí thư Trường Chinh để lại cho gia đình, cho cuộc đời làm cách mạng sau hai lần đứng mũi chịu sào dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng to lớn, ông đã giữ trọng trách Tổng Bí thư Đảng ta qua các thời kỳ với đầy đủ các tên gọi của Đảng: Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng chính là những thời điểm khó khăn nhất của cách mạng nước ta, đó là lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân giành độc lập tự do cho dân tộc 1941-1956, là khi Việt Nam tiến hành sự nghiệp đổi mới 1986. Mà như ông đã phát biểu trong quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng 6: đối với nước ta, đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề quan trọng mang tính sống còn. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng đã hun đúc nên một Tổng Bí thư Trường Chinh, một nhà lãnh đạo kiệt xuất với nhiều quyết sách đúng đắn, sáng tạo, nhất là trong những bước ngoặt của cách mạng. Trích điếu văn do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đọc tại lễ truy điệu ông:
ông là con người của đổi mới, là tác giả của đổi mới, hay nói chính xác hơn thì phải là chủ biên của đổi mới. Các từ trong ngoặc kép đều là từ của Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết trong bài Đồng chí Trường Chinh, Tổng bí thư của đổi mới, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 2002, trang 40. Ông Võ Văn Kiệt, trong một bài viết khác, còn gọi Trường Chinh là Tổng công trình sư của công cuộc đổi mới. Tôi rất thấm thía với những lời đầy xúc động trong bài phát biểu của Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên trưởng ban tuyên huấn Trung ương, Hoàng Tùng, tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Trường Chinh, ngày 8 tháng 2 năm 2007. Ông Trường Chinh không có của cải gì ngoài mấy bộ sách. Tất cả gia tài của ông còn lại bây giờ chỉ là mấy bộ sách, không có gì cả. Công lao và di sản của ông to lớn và quý báu, bên cạnh kho tàng di sản của Hồ Chí Minh, ông ra đi nhẹ nhàng như một chuyến đi xa. Một dân tộc anh hùng, cao thượng, ắt sinh ra con người cao thượng và anh hùng như Trường Chinh. Dân tộc ta, văn hóa Việt Nam đã sinh ra những con người như Trường Chinh. Tất nhiên, con người ta sống ở trên đời đều nhân vô thập toàn. Họa chăng không làm gì thì mới không mắc sai lầm, khuyết điểm. Cố Tổng bí thư Trường Chinh cũng vậy. Trong cải cách ruộng đất mà Đảng tiến hành năm 1953, Bác Hồ cùng tập thể Thường vụ Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã tự kiểm điểm và nhận trách nhiệm do mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Là trưởng ban cải cách ruộng đất, trước sai lầm nặng nề của cải cách ruộng đất, Trường Chinh nghiêm khắc tự phê bình và xin từ chức Tổng bí thư. Thế hệ lãnh đạo Đảng, nhà nước, cùng thời ông Trường Chinh cũng đã để lại cho hậu thế biết bao tấm gương những nhà lãnh đạo sống giản dị, thanh liêm. Đương nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là hình ảnh mẫu mực để họ cùng noi theo. Đó là Tổng bí thư Lê Duẩn, là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, là Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng. Tôi từng có một kỷ niệm rất đặc biệt trong nghề báo. Năm 1993, tôi được vinh hạnh đến gặp nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng để xác minh trực tiếp thêm một lần nữa một chuyện. Ông thổ lộ với một người cộng sự ở văn phòng chính phủ là anh Trần Hà, người có 20 năm làm thường vụ của văn phòng chính phủ, rằng ông không có nổi hai chỉ vàng để tặng cô con dâu mình khi con trai duy nhất của ông, anh Phạm Sơn Dương lấy vợ. Ông Phạm Văn Đồng nói đúng là có việc đó. Thế nhưng khi tôi về và đang viết dở thì bị ông Cho Anh Năng, thư ký riêng điện trực tiếp cho tôi, nhắc tôi đừng viết chuyện ấy lúc này vì không có mấy người hiểu được. Tôi đành im lặng và chỉ viết ngay khi ông qua đời. Đã qua ba thập kỷ ngày Tổng bí thư Trường Chinh rời cõi trần, nhưng hẳn rằng những bài học từ cuộc đời ông, vị Tổng bí thư mẫu mực, liêm khiết, người học trò xuất sắc và bạn chiến đấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như nhiều lãnh đạo cùng thời ông hẳn không bao giờ cũ. Vì ở thời nào đi nữa, có giữ gìn đạo đức cách mạng bằng hành động, bằng chính cuộc đời mình, người lãnh đạo mới có thể khiến dân tin và yêu. Là một trong những nhà lý luận chiến lược của Đảng ta, Tổng bí thư Trường Chinh đã để lại nhiều tác phẩm lý luận có giá trị. Chống lại chủ nghĩa cải lương, vấn đề dân cày, viết chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chính sách mới của Đảng, kháng chiến nhất định thắng lợi, bàn về cách mạng Việt Nam, nắm vững ba bài học lớn để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược. Thông qua các tác phẩm đó đã góp phần làm rõ hai vấn đề lý luận về phát triển chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trước mỗi thử thách của cách mạng, ở mỗi chặng đường lịch sử, Tổng bí thư Trường Chinh đều nêu lên nhiệm vụ cụ thể của văn hóa. Nhiều tác phẩm, bài viết của đồng chí góp phần hình thành một hệ thống hoàn chỉnh những quan điểm đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, quan điểm Hồ Chí Minh vào lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật Việt Nam. Đề cương văn hóa Việt Nam, báo cáo về chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam, báo cáo đọc tại các đại hội văn nghệ toàn quốc, với sự tham gia biên soạn của đồng chí là những cơ sở lý luận để xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam theo phương châm dân tộc, khoa học, đại chúng. Và đến nay vẫn còn nguyên giá trị, chứng minh cho tầm nhìn chiến lược và sâu rộng của Tổng bí thư Trường Chinh. Sinh thời, Tổng bí thư Trường Chinh là một nhà báo cách mạng nổi tiếng, là cây bút xuất sắc của báo chí cách mạng từ thời kỳ mặt trận dân chủ. Đồng chí kế tục xuất sắc sự nghiệp báo chí của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, với những tác phẩm có tính chiến đấu cao,
có sức thuyết phục lớn, tầm lan tỏa và ảnh hưởng sâu rộng trong cán bộ cũng như các tầng lớp nhân dân. Đồng chí là chủ bút nhiều tờ báo quan trọng, là cơ quan ngôn luận của Đảng, Cờ Giải Phóng, Sự Thật, Nhân Dân, Tạp chí Tiền Phong, Tạp chí Cộng sản. Tổng Bí thư Trường Chinh còn là nhà thơ với bút danh Sóng Hồng. Nhiều bài thơ thể hiện cảm xúc của tác giả trước những sự kiện quan trọng của đất nước bằng một tinh thần luôn lạc quan, tin tưởng ở tương lai, tiền đồ rạng rỡ của cách mạng. Thơ Sóng Hồng có sức chiến đấu mạnh mẽ, giàu lòng nhân ái sâu sắc và đánh dấu từng bước trưởng thành của cách mạng Việt Nam. Là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, Tổng Bí thư Trường Chinh đã suốt đời phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, không ngừng rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Ở đồng chí luôn toát lên ý chí kiên cường vì sự nghiệp cách mạng, tinh thần kỷ luật cao, tình cảm chân thành với nhân dân đồng chí, khiêm tốn giản dị trong cuộc sống, phong cách làm việc khoa học, dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Trước những bước ngoặt lịch sử, sự cần thiết phải đổi mới tư duy, đồng chí đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và tình hình thực tế, cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đề ra chủ trương phù hợp, dựa vào sức mạnh của nhân dân để làm nên thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam. Video hôm nay của Dấu tích lịch sử đến đây xin phép được dừng lại. Nếu quý khán giả thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.